Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 4 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử cũng đã xảy ra trong thời kỳ thống trị của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Và theo một số báo cáo, đập Yala tan vỡ, nguyên nhân một phần là do kế hoạch xây dựng sơ sài và tham nhũng. Hiện nguồn tin đang làm chấn động dư luận trên thế giới. Được biết, đập Tam Hiệp nằm giữa thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc và Bối Lăng, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, được xây dựng trên sông Trường Giang vào đầu những năm 2014. Nhưng công trình phòng chống lũ lụt và sản xuất điện này khi ngày hôm qua mùng 3 tháng 7, cơn bão đã tàn phá khu vực này với những trận mưa lớn nhất trong lịch sử. Lượng mưa trong cả năm đã đổ xuống chỉ trong vòng 24 giờ. Cụ thể, nước ở vùng thượng lưu của các con sông trong vùng đã nhanh chóng dâng cao, gây sức ép lên các hồ chứa nước dần biến thành lũ lớn. Khi cơn bão tràn qua, các đập nước lần lượt bị vỡ và nơi có đập Tam Hiệp trở thành rào cản cuối cùng. Hồ chứa đã tràn ở cửa số 3 và số 7 đã khiến cho toàn bộ thị trấn bị phá hủy và một cơn đại hồng thủy đã được sinh ra. Có người dân đã gào lên rằng trời sập đến nơi rồi. Một thảm họa đó đã gây ra cơn sóng khổng lồ trải rộng gần 10 km, cao từ 3 đến 7,5m, lao đi với vận tốc khoảng 60 km/h, gây ra một thiệt hại từ 120 đến gần 300 người thiệt mạng trong vụ vỡ cống hồ chứa này. Tuy nhiên, con số chính thức mà chính quyền công bố là chỉ có 850 người chết. Mức độ thiệt hại của thảm họa này chỉ được tiết lộ chi tiết nhỏ. Hiện vẫn còn rất nhiều điều mà những người trong và ngoài nước Trung Quốc chưa biết đến thảm họa này. Chen Xin, một nhà thủy văn tham gia xây dựng đập Tam Hiệp cũng đã từng bày tỏ lo lắng về chính sách xây dựng đập của chính phủ. Ông đã đề nghị xây 30 cửa chống và thoát nước cho đập Yametan, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ trích quá thận trọng và dự án đã được thu nhỏ lại thành 22 cửa cống. Sự thất bại của con đập có thể là do sự tham nhũng tràn lan của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tiêu chuẩn yếu kém kết hợp với lượng mưa lũ hồng thủy bất thường. Tuy nhiên, con đập được tạo ra để chống lại lũ lụt trong 100 năm, nhưng nó đã sụp đổ chỉ sau gần 20 năm kể từ khi được xây dựng. Trong các dự án xây dựng đập Tam Hiệp luôn muốn có kết quả tức thời, câu chuyện không được biết đến trong một khẩu hiệu của ông là khảo sát, thiết kế và thi công cùng lúc. Một công đoạn thứ tư là sau đó lại được thêm vào là xét duyệt nhiều dự án xây dựng của ông Tập thật ra vô cùng lãng phí và nhiều dự án phải bỏ dở nửa chừng. Có đến 200 số năm trong hồ chứa lớn đang được xây dựng trong những năm ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền và đều đã bị hủy bỏ sau đó vài năm. Nhiều công trình khác bị đổ vỡ trong cuộc đời Tập. Các nhà khảo sát Trung Quốc tiếp tục cho biết trong nhiều năm, hồ chứa được xây dựng trong thời kỳ đại nhảy vọt và đã sụp đổ, tan tành trong một cơn bão dẫn đến vụ vỡ đập liên hoàn. Gần như là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng che giấu số người chết trong thảm họa vỡ đập liên hoàn mà thậm chí là cả vụ vỡ đập Bàn Kiều giống như họ vẫn thường làm khi các kịch bản khác xảy ra. Theo David Polo thuộc Đại học Hồng Kông, nếu nhìn vào báo chí của nhà nước Trung Quốc vào thời điểm này, có vẻ như chuyện này chưa bao giờ được xảy ra. Hơn nữa, theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 1995, vụ vỡ đập Bàn Kiều hay đập Tam Hiệp sụp đổ là một thảm họa quy mô lớn do con người gây ra, là kết quả của sự thiếu sót trong các chính sách kiểm soát dòng nước. Nhìn chung, sự thiếu minh bạch của chính phủ trong quá trình xây dựng đã góp phần gây ra những tình huống nhiều đập của Trung Quốc bị coi là không an toàn. Vụ vỡ đập liên hoàn mà gần như hoàn toàn không được báo cáo ngoài phạm vi lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Khi đập Tam Hiệp và các con đập khác được xây dựng, các vết nứt đã xuất hiện và chúng liên tục cần các kỹ sư của Liên Xô sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong, chúng được gọi là đặc sắc và làm những con đập không thể bị phá vỡ. Trung Quốc có hơn 4.000 hồ chứa nguy hiểm và cùng nhiều hệ thống phòng chống quanh các con sông lớn, hầu hết được xây dựng từ những năm 1950 đến năm 1980, theo báo cáo của Ripay. Nhiều hệ thống từ thời Mao được làm từ đá và đất sét chỉ có tuổi thọ 50 năm. Và đây cũng chính là vấn đề đang khiến giới lãnh đạo của Trung Quốc hiện đang đau đầu. Khi dịch bệnh vừa mới được kiểm soát, chính phủ Trung Quốc lại gồng mình hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, lũ lụt gây ra. Nguy cơ vỡ đập liên hoàn, chuyên gia cảnh báo người dân chuẩn bị sơ tán. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc Wang Weilu cảnh báo, cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ.
Trả lời phỏng vấn Radio France International, nhà thủy văn học của Trung Quốc, ông Wang Weilu đã đặt câu hỏi về sự an toàn của đập Tam Hiệp khổng lồ, cảnh báo rằng nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông Wang có quan điểm trái ngược với tuyên bố trấn an của truyền thông nhà nước. Ông Wang cho rằng đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người đã tin tưởng và diễn ra nhiều bất cập về tình trạng của đập Tam Hiệp hiện nay. Ông Weilu cho rằng vấn đề nghiêm trọng hiện nay là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông cảnh báo sự cố vỡ đập sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho các cá nhân cư trú ở hạ lưu sông Dương Tử, mà họ nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo chuyên gia thủy văn Trung Quốc, việc thiết kế xây dựng và kiểm tra chất lượng của con đập chưa được thực hiện một cách độc lập cũng như có cách đánh giá khách quan. Ngoài ra, công trình này đã được hoàn thành với tốc độ quá nhanh. Các trận mưa lũ đang càn quét dữ dội ở miền Nam Trung Quốc, gây ngập lụt cục bộ tại 24 tỉnh thành nước này. Mưa lũ và sạt lở khu vực đã nhấn chìm hơn 7.300 ngôi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gần 8 triệu người dân. Theo giới chức địa phương, thiệt hại kinh tế trước mắt ước tính là 2,9 tỷ đô la Mỹ. Trận lũ đang diễn ra ở miền Nam Trung Quốc được đánh giá là dữ dội nhất trong 80 năm qua, buộc nhiều tỉnh thành phải kích hoạt báo động đỏ. Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đang chịu sức ép rất lớn. Các trận mưa không ngừng cũng làm dấy lên lo ngại của công chúng Trung Quốc về nguy cơ bị vỡ của dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc cho hay trong cuộc họp báo hôm vừa qua, chính Thứ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc Yang Yichun cũng thừa nhận mực nước trên ít nhất có 148 con sông Trung Quốc đã dâng cao trên mức cảnh báo, chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Chuyên gia Weilu cũng chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã từ chối thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng của đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, tờ báo Toàn cầu đã nhanh chóng gạt bỏ những lo ngại của ông Wang Weilu. Trong bài báo xuất bản hôm vừa qua, trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Theo lập luận của ông, mưa lớn ở hồ chứa đập Tam Hiệp mới chỉ chạm tới 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Ông Quách cho rằng được thiết kế để đáp ứng mực nước lên tới 175m hoặc lượng nước vào 70.000 m³/giây. Do đó, với mực nước 147m và lượng nước vào là 26.500 m³/giây, đập vẫn an toàn. Cũng theo ông Quách, đập Tam Hiệp được trang bị một hệ thống theo dõi sức khỏe đa kênh. Hệ thống này sẽ báo động khi có điều bất thường như đã bị biến dạng và việc báo động sẽ diễn ra rất lâu trước khi đập có sự thay đổi có thể nhìn thấy. Đập Tam Hiệp được Bắc Kinh ca ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Đập Tam Hiệp này nằm chắn ngang sông Dương Tử ở Tam Đầu Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp bao gồm một hồ đập dài hơn 2.300m, cao 185m và một hồ chứa nước khổng lồ được thiết kế để tạo ra điện năng và kiểm soát lũ. Đập Tam Hiệp được khởi công từ năm 1994 và vận hành hoàn toàn vào đầu tháng 7 năm 2012. Đến nay, công trình vẫn giữ kỷ lục đập thủy điện lớn nhất thế giới với 34 tổ máy phát điện, cho phép đạt công suất tới 22.500 MW với sản lượng điện năng năm 2018 đạt 100 tỷ kW. Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi hơn 600 tỷ nhân dân tệ để giải quyết các tác động lâu dài của con đập khổng lồ này đến môi trường và cư dân lân cận. Tuy vậy, nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại và chính phủ cam kết sẽ chi thêm tiền để đảm bảo hiệu quả của dự án. Các bạn thân mến, nhiều ngày gần đây, Trung Quốc đang xảy ra nhiều động thái kỳ lạ, đến nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc cũng phải bó tay. Những hiện tượng kỳ lạ này đã khiến cho người dân của Trung Quốc và cả thế giới phải khiếp sợ khi nghe tin đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ, cá nhảy lên mặt đất, chim bay lên trời, bỗng nhiên rớt xuống trúng đầu người dân. Những động thái này như đang báo hiệu ngày tàn của Trung Quốc, của đất nước này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!